Hàng năm vào những ngày xuân, du khách có dịp trở về xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường sẽ được hòa mình vào một trong những lễ hội độc đáo của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, đó là lễ hội trâu dân bò giả. Những con trâu con bò tham gia cày bừa tại lễ hội thực chất là vật tượng trưng được tết bằng rơm, bằng giả của những ruộng lúa nếp thơm được người dân chọn lựa từ vụ trước. Tương truyền, Đinh Thiên Tích, một vị tướng có công đánh đuổi giặc Ân thời Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh tan giặc, ông đã đem quân về làng Bích Đại mổ trâu ăn mừng. Vị tướng tài này đã dạy con dân nơi đây làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, xây nhà dệt vải. Để tưởng nhớ công ơn khai sáng của Đức Thánh, người dân nơi đây đã xây đền thờ phụng và cứ mùng 4, mùng 5 tháng Giêng hàng năm lại long trọng tổ chức lễ hội trâu dân bò giả. Cầu mong một năm mới lao động, khỏe mạnh với những điều tốt lành, ấm no sum vầy cho dân làng. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân trong vùng và du khách thập phương tham gia. Để cảm nhận rõ hơn về lễ hội trên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 7 ký sự Vĩnh Phúc những sắc màu văn hóa với tựa đề Trò diễn trâu dơm bò giả nét đẹp văn hóa truyền thống, phát sóng vào 20 giờ 40 phút ngày 11 tháng 3 năm 2016 trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc.